Vào chiều ngày 27 tháng 5, tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền Hà Nội, họa sĩ trẻ Dương Gia Liêm đã khai mạc triển lãm tranh sơn dầu cá nhân đầu tiên của mình mang tên Tự nhiên. Triển lãm gồm 25 bức tranh sơn dầu được Dương Gia Liêm sáng tác trong một thời gian dài. Có thể nhận thấy các tác phẩm đều không có một chủ đề nhất định. Tuy nhiên, có một điều nhất quán mà người xem có thể thấy từ những bức tranh này, đó là những hình khối mộc mạc. Những đường nét khoáng đạt, tự tin, nặng về mô tả, bố cục ngẫu hứng, trong khi màu sắc có vẻ hơi phóng túng. Bản thân đối tượng của mỗi bức tranh, dù là con người hay loài vật, luôn được đặt trong một không gian phi thực, gợi cảm giác về sự biến đổi không ngừng, đầy sức sống. Mà như Dương Gia Liêm chia sẻ, mỗi bức tranh là một câu chuyện cổ tích được anh thể hiện bằng màu sắc, hình khối. Đó cũng là lý do vì sao tranh của Dương Gia Liêm thường gợi cảm giác có một cái gì đó đối nghịch giữa sự hồn nhiên và sự từng trải, giữa thực và ảo, giữa cảm giác đơn giản về chủ đề với chiều sâu ý nghĩa ẩn chứa bên trong mỗi tác phẩm. Sinh năm 1985, tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội thể loại tranh hoành tráng. Với triển lãm cá nhân đầu tiên này, họa sĩ trẻ Dương Gia Liêm thêm một lần nữa khẳng định niềm đam mê cháy bỏng của mình đối với hội họa. Lần thứ tư